nói đùa thế tất cả quý vị, không có một cái sớ nào hay bằng cái cành đồng hương ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây. Cảm ơn tổng giáo trưởng, cảm ơn tất cả nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho chúng ta dù rằng có nhiều người chúng ta đã từng gặp nhau và những người chúng ta chưa bao giờ gặp nhau ngày hôm nay. Tất cả những con đường của Los Angeles và quận Cam đều dẫn tới thành phố Roosevelt tối hôm nay. Trước hết chúng tôi xin được chúc mừng nghị hội cao cấp APEC 2017 đã thành công vĩ đại, tôi phải nói là vĩ đại. Bởi vì Tổng thống Donald Trump đã nói rằng tôi yêu Việt Nam và thanh niên Việt Nam, sinh viên Việt Nam giỏi nhất thế giới. Trong cái tinh thần đó thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh Lê cũng như là Việt Nam Airlines đã bảo trợ cho tôi một cái vé máy bay để đi về làm phóng sự APEC. Và có thể là KBG Hải Ngoại là một cơ quan có nhiều hình ảnh nhất về APEC. Và chúng tôi đã có phụ lòng của Việt Nam Airlines. Xin một lần nữa cảm ơn anh Dũng đã giúp cho KBG Hải Ngoại có một cái vé máy bay để đi về làm phóng sự APEC. Và ngày hôm qua, thưa quý khán giả, quý vị biết ngày hôm qua là ngày thứ bảy là ngày gì không ạ? Và ngày hôm qua là ngày kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sở dĩ tôi là một người Việt Nam Cộng hòa mà tôi biết cái điều đó là bởi vì tôi nghiên cứu Cộng sản. Và bây giờ thì xin lỗi, có người bật tôi là ông này cũng hồng rồi. Tôi bảo không, tôi không hồng nữa mà tôi bây giờ tôi đỏ. Đỏ là tại sao? Tất cả những màu đỏ đều là màu mang lại chiến thắng. Chủ đề chính ngày hôm nay là chúng tôi muốn tôi nói tới là đem nước ngọt cho Trường Sa. Tôi là một người năm nay 72 tuổi. Ba lần chúng tôi đi Trường Sa, năm 2012, 2014 và 2016. Ở ngoài Trường Sa tất cả mọi người lính của chúng ta thì 18 tuổi cho tới 30 tuổi. Các em không thiếu tinh thần và các em rất là yêu nước. Đó là những nơi mà các em có thể chịu đựng được sóng gió, chịu đựng được tất cả mọi thứ để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Người ta có nhiều danh từ, người ta đặt cam Tổ quốc nhìn từ biển. Chúng tôi đã tham dự chương trình Tổ quốc nhìn từ biển của Quốc hội Việt Nam. Chúng tôi đã tham dự vì Trường Sa thân yêu. Chúng tôi tàu chủ quyền Trường Sa mà chúng tôi đã đóng góp để đóng một chiếc tàu chủ quyền trong nó. Và chúng ta không bao giờ mà quên được và chúng tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những chiến sĩ nhà giàn đã lập tiền đồ của Tổ quốc. Nhà giàn là chịu tất cả những sóng đó và anh em nhà giàn có thể chết vì những cơn bão. Muốn cảm ơn xin tổng bí thư cho tôi trình bày. Tháng 3 năm nay, xin lỗi, tháng 4 năm nay là chương trình Trường Sa dành cho kiều bào. Các bạn nào chưa ghi danh, các bạn ghi danh với tổng bí thư để được đi Trường Sa. Tuy nhiên năm nay chúng tôi không đi và chúng tôi sẽ bắt đầu một chương trình khác. Còn trước chúng tôi đã hoàn tất xong rồi, tức là gửi những cái gói quà ra ngoài Trường Sa. Và chúng tôi đã gửi cho tất cả các chiến sĩ Trường Sa. Ở ngoài Trường Sa chỉ thiếu là rau xanh. Và rau xanh thì cần phải có nước ngọt chứ không thể nước biển được. Và thưa quý nhân đó là chúng tôi phát động một chương trình đem nước ngọt ra Trường Sa. Chúng tôi không biết số tiền chúng tôi kiếm được sẽ được bao nhiêu, nhưng mà trong nước cũng đã ủng hộ. Và nếu điều kiện cho phép, càng nhiều tiền thì chúng tôi sẽ làm nhiều cái máy lọc nước ra ngoài Trường Sa. Chúng ta có 9 đảo nổi và 12 đảo chìm, là 21 đảo chúng ta có ở ngoài Trường Sa là nhiều nhất ở trong Biển Đông. Thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả các thân hữu ngồi trong bàn của chúng tôi đã đóng góp số tiền. Ngày hôm nay chúng tôi đã thu được 2.000 đô la để cho quỹ đem nước ngọt ra Kiểm tra để an ủi tinh thần tất cả các chiến sĩ. Trên
bàn của chúng tôi có những cái phong bì. Tôi ngồi bàn bên này quý vị. Nếu có lòng, chúng tôi không mang tới bàn của quý vị. Quý vị nào có lòng, xin vui lòng tới thống tiền để viết tên. Nếu quý vị nào không muốn xưng danh thì chúng tôi sẽ không xưng danh. Và giờ phút này thì chúng tôi nhận được một độc giả KBJ Hải Ngoại từ Florida đã gửi về cho chúng tôi 1.000 Mỹ Kim. Chúng tôi đặt tiêu chuẩn là 50 triệu tiền Việt Nam để đóng vào cho cái chương trình của kênh VHK, mà nếu nói trong tiếng Việt Nam đó, và hờ cờ. VHK này là kênh ở trong nước, họ phát động chương trình và những trước họ đã gửi quà cho ngành tiền xa. Thì trước khi chúng tôi dứt lời thì chúng tôi chúc mừng Việt Nam Airlines sắp sửa có một chuyến bay trực tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng cuối năm 2018 này chúng ta sẽ có chuyến bay trực tiếp từ Los Angeles về tới thành phố Hồ Chí Minh, tới thành phố Hà Nội hoặc là thành phố Hà Nẵng. Nhưng mà trong cái tinh thần này đó thì chúng tôi cũng hy vọng rằng tổng lãnh sự cũng lên máy bay của Vietnam Airlines để dọn về dưới Los Angeles cho nó gần, bởi vì cái cảng Los Angeles này, tức là cảng Logis này, chúng ta đã mang về 18 tỷ đô la về Việt Nam trong cái cảng Logis này. Thành ra tổng lãnh sự cần phải về đây ở dưới này để cho chúng tôi vui, bởi vì đồng bào ở dưới San Diego bà con đi lên trên đây mà lãnh sự đó rồi thì nhân tiện đây thì chúng tôi xin cảm ơn anh Lê Anh Dũng sẽ tiếp tục ủng hộ một cái vé máy bay để tháng 3 này chúng tôi sẽ về làm phóng sự tàu USS Carl Vinson, lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm sẽ đến Đà Nẵng. Xin cảm ơn anh Lê Anh Dũng và Vietnam Airlines. Chúng tôi rất là thân thương mà nhà nước Việt Nam đã tạo được ở trên chính trường quốc tế. 159 quốc gia đã công nhận rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một thực thể, là một quốc gia. Mà chúng ta thấy rằng qua cái cuộc tranh tài đá banh vừa rồi đấy, U23, Việt Nam được giải thưởng, hình như là không biết là trong nước gọi là cái gì, nhưng ngoài này chúng tôi gọi là giải nhã nhặn. Chúng ta không mang về giải vô địch châu Á, nhưng mà chúng ta đã mang về được cái giải nhã nhặn tinh thần của Bác Hồ trong cái cuộc thể thao. Ngày hôm nay trước khi chấm dứt thì tôi xin cảm ơn ban tổ chức và kính chúc tất cả các quý vị một năm mới đầy an khang, thịnh vượng, may mắn trong các năm đây. Nếu ban tổ chức cho phép thì tôi hay là lúc nào thì tôi mời Mai Hâu, tức là nhà tôi, chính lý gọi là Mai Hâu, tức là Pháp gọi là Mai Văn Trung, sẽ lên trình diễn một phần văn nghệ. Vâng, nếu được